Thì bây giờ chị Hạnh với em gặp nhau lần thứ hai, nhưng mà bây giờ mới ngồi chung em một bữa đúng không? Hôm nay chị Hạnh không ngờ là mới đây mà chị Hạnh uống rồi nặng quá. Nhưng bây giờ người này còn xương mới do không? Do thì còn nữa. Em lên trên đời lọt cố gắng nha. Cố gắng dồn mạnh mẽ lên. Dạ Hạnh chia sẻ nha. Nhà dạ Hạnh chia sẻ với em mới giống đi ra để đi làm để mạnh mẽ hơn đây. Do hồi đó chị 15 tuổi thì cũng đi ra bán vé số đó. Nhờ như thế mình mới thay đổi được cuộc sống mình được. Chứ ở quê nó khổ lắm. Mình phải biết vươn lên và thay đổi cái mới cho số phận của mình. Bây giờ mình không may mắn rồi, nhưng mà mình phải biết cố gắng tự mình thay đổi bản thân mình, thì không có ai mà lo cho bản thân mình là chính mình thấy. Cho nên là hôm nay không cố gắng em nhớ thì đây nhớ mạnh dọn lên, đừng có nhút nhát quá. Mình đi ra mình phải mạnh mẽ lên. Hạnh khi mà đau thì không nói những lời, chứ còn khi mà Hạnh khỏe một chút là Hạnh tâm sự rất là nghe dễ thương rồi nha. Hai em cố gắng nghe chị Hạnh chia sẻ ha, phải mạnh mẽ, phải tự tin lên nghe chưa. Hạnh thì không may mắn là bị bệnh nữa cả nhà, chứ còn thật sự trong cái cuộc sống nếu như mà Hạnh không đau ốm á cả nhà thì Hạnh cũng cố gắng để mà lo cho bản thân, gia đình và mọi người cả nhà. Hôm nay gặp chị đây chị đau nên là chị không nói được nhiều, không hát được giống như bữa trước nữa. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay thì hãy đưa ba chị em Lợi ha đến thăm Hạnh cả nhà ơi. Thì đây cả nhà ơi. Được xuống thăm Hạnh xong rồi là chiều nay là bắt đầu đi vô Đà Lạt cả nhà. Hello vào nha, chào cô chú anh chị nha. Dạ, chào cô chú anh chị đang canh cuộc sống miền Trung. Hôm nay nói chuyện cũng lưu lót quá ta. Lợi chào ba chị em, chào cô chú anh chị đi ha. Chào cô chú anh chị. Tí nữa là đi hớt tóc nữa rồi đi vào làng chứ tóc tay hơi bù xù nữa rồi nha. Ở trên đó không hớt tóc là gì, em Lợi đi hớt tóc cho bà con chứ còn không có ai hớt được cho Lợi hả? Tự em hớt luôn à? Dạ. Em lấy cái gương em hớt à? Dạ. Xong rồi là em lấy cái tô em úp lên em hớt cái gì? Nhưng mà em phải nhận đệ tử đồ rồi cứ đệ tử hớt cho mình. Rồi cũng gần tới nhà Lợi rồi cả nhà ơi. Tới nhà Hạnh nè. Dạ. Đây rồi, đâu ba chai gì đâu rồi hai chị nữa. Rồi phía sau không thấy luôn cái này. Cái Hằng đâu rồi? Hằng ơi. Rồi, chưa đứng đây đi, đứng đây. Để chỗ ngồi cho mát mát ha. Xe vào đi thơm ghê á tay. Xe anh giống như xe leo núi, xe dễ. Đúng một xe chở khách có khác à. Xe. Rồi mình đi vô nhà Hạnh thôi. Ồ, để đây tí nữa ra nóng rồi. Hả? Tí ra nóng ghê quá ha. Đi vào ơi. Ôi sao nắng này, xuống như này nắng cháy da cháy thịt luôn á chứ. Nhà Hạnh ở phía trong này thì bây giờ cũng đang xây dựng cả nhà ơi. Đi vô trong này thì bữa nay nó cũng rất là nắng luôn cả nhà. Dạ chào chú nha. Làm ở nhà trong cái kiệt nó vất vả quá chú ha. Quá vất vả luôn. Và khổ cái là làm sát nhà Hạnh nữa cả nhà, nên nó là bụi rất là nhiều. Thì mấy hôm nay thì Hạnh cũng về nhà cách đây 3 ngày rồi cả nhà ơi. Do là ở dưới viện Hạnh truyền kháng sinh dịch rồi này kia đó, nó bị phù, không tiếp thu thuốc đó cả nhà ơi. Tay nên bây giờ Hạnh phải về nhà để uống thuốc nam. Nên
Ba hôm nay thì Hải cũng lên để đưa ba chị em Tí Ho lợi Hiếu Hằng đi Đà Lạt các cả nhà. Ôi, bác Thái ở phía trước kia rồi kìa. Bác Thái cũng lâu rồi mới gặp lại ba chị em luôn. Đây chị Hạnh đây này. Đang đau. Người đang đau luôn hả? Chị đâu nha? Thôi, rồi chị Hạnh chị đau rồi. Đến lên cơn. Rồi đi vô đi, mấy em đi vô đi. Đó rồi. Ủa? Dạ. Ủa cô Lanh hả? À chị hai. Dạ dạ. Cô Lanh gặp ba chị chưa gặp đúng không? Lần đầu tiên đúng không? À. Trời ơi Hạnh. Ôi trời, đau quá trời luôn. Xin lỗi đó. Ngồi lên nha. Đau. Đau nhất rồi. Hôm qua hôm nay đau quá anh thấy hả? Tối qua đau, là đau nhiều. Đau hai đêm nữa còn bị đỡ. Mà đêm qua thấy đau nhiều. Đêm qua đến bây giờ đau nhiều. Đau liên tục từ sáng rồi. Không thấy mất cơn. Mới uống thằng đau tức thời đâu. Mà uống hết, cứ hết làm đau lại đau, hết làm đau lại đau. Tối qua thì uống được cả cái đêm. Mấy bữa thì tối giờ là đau nhiều. Tối hôm qua đau nhiều, như là mấy hôm trước thì ít đau, bắt đầu tối hôm qua thấy đau nhiều, hôm qua gần như cả đêm ngủ được 30 phút, đến giờ bắt đầu dai dẳng, lúc là cắt được một cơn, lúc 30 phút nó lại đau lại, thì như cứ hết thuốc là đau, vì mình về viện hôm nay được 2 ngày rồi thì mấy hôm trước cũng truyền giảm đau với lại uống thêm, thì chắc là còn thuốc trong người nó hết đau, hôm nay hết hẳn, hết hẳn nó sẽ đau nhiều hơn. Ho rồi sao, ho có đỡ không? Ho thì cũng tạm tạm, ổn hơn chút, chưa khỏi hẳn, nhưng mà vẫn đang tình trạng uống kháng sinh. Nhưng mà không uống hết kháng sinh thì lại ho. Uống vào thì đau dạ dày, đủ thứ bệnh hết, là được cái lọ mất cái kia, được cái này mất cái kia. Do đau nhiều quá. Đau nhiều quá. Mấy em chắc xuống thấy Hạnh như vậy, chắc mấy em cũng... À mấy em thấy chị Hạnh như nào? Có khác lúc trước không? Cái mặt mà. Buồn quá đã không nói nên lời luôn rồi. Hôm qua giờ buồn quá rồi không nói luôn kìa. Khóc rồi. Thấy đau rồi. Đây là Hằng phải không? Hằng. Hiếu Hằng Lợi. Ba chị em. Đợt trước là xuống ngồi nói chuyện với Hạnh. Đợt trước hai đâu? Chị em cùng hát với nhau mà. Hát với nhau xong ca bài. Có xuống đây một lần ạ. Thì các em Đà Lẵng mới xuống Đà Lẵng một lần cô kìa. Lần này lần thứ hai xuống Đà Lẵng nhỉ. Lợi xuống mấy lần rồi? Lợi xuống 4-5 lần, kia là 6 lần. Còn hai em này thì xuống lần thứ hai. Mấy chị em cũng đi làm, hôm nay đi vô Đà Lạt đi làm đó cô. Mà cũng nhờ những cái lời chia sẻ của Hạnh đó để đi ra tiếp với lại ra với cuộc sống, đi ra với xã hội bà con này kia rồi đó. Tại vì mấy em nghe nói thì đi Đà Lạt hoặc là làm từ mấy nước. Dạ. Đào xin thay là xin sẻ, nhưng mà bớt nhà ở trường đường muốn cũ quá. Dạ. Thấy đường muốn quá tận luôn. Nhà mấy em đi có mấy con heo anh Thái nha, mấy đợt mình lên đó. Nhớ. Bây giờ dịch cháy không còn con nào luôn. Ôi trời. Gia tài của gia đình đó cô. Trên đó chỉ có heo thôi, có tiền mua mấy con heo đó. Một đàn heo nhỉ? Con mẹ. Chắc không còn con nào luôn. Thì bây giờ cũng đi làm để ra để kiếm tiền. Đi mua heo mới mình nuôi. Con đi làm mà đi nuôi thì làm luôn. Dạ. Cho nó trắng da, cho nó đẹp rắn ra. Người quen nó cực. Đi ra ngoài được chồng có cơ hội hơn. Đúng rồi. Nghe mà trong đấy thì cực. Quá cực. Cực mà đi làm suốt lên trên rừng lên núi thì mấy em nó cũng chỉ đi làm lúa. Trên đấy thì cây cối không có, không ý là rừng là không làm ra tiền. Đúng rồi. Như là nơi khác rừng còn người ta còn làm keo,
năm loại cái năm này khác, nhưng đấy là rừng sâu rồi. Đúng rồi, keo không có này, không có đi làm sao mà không có tiền, hồi bị sạt lở nữa đâu có làm được gì đâu. Gọi là chỉ làm rừng, là làm lúa, làm sắn, làm khoai để lấy thực lương thực ăn qua ngày thôi. Yeah. Chứ không phải làm để có tiền được. Dạ. Chị Hạnh hôm nay xuống thì chị Hạnh đau không nói chuyện được rồi. Dạ. Nhưng mà hôm chị em còn tâm sự hát hò vui vẻ, mà hôm nay thì đau, đang cơn đau. Tội thì đau mà Hạnh. Đau không nói luôn, chị kêu. À. Kêu như này này. Đau nhưng đau cắt ra cắt thịt rồi. Nên là từ lấy giờ không nói rồi. Không làm liên hạnh mấy ngày nữa nó bớt nói không? Nó có bớt đau đi nữa, nó cũng ít nói đó. Dạ. Hỏi gì thì trả lời nãy một không thôi. Vì nó mệt. 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 Cái người trước mà nó đỡ đau một cái là cái gì nó nói đi kia. Cũng có cô Lành tới đây phụ với lại chị Hai với lại bà nội ha. Tội thì. Bà nội chiều nay về đâu? À, chiều bà nội về hả? Con nghe nói là ở ngoài đó bà nội cũng... Dạ, chiều bà nội về hả? Gia đình cháu là đến vài bữa nữa là có dỗ bà nội cháu, xong lại có dỗ bố thái cháu. Dạ. Thì em phải về, chứ em không lo về, nhưng em vẫn lo cháu, không yên tâm đâu, nhưng mà cái việc em phải về, không về không được. Dạ. Thì chiều hôm nay em bảo cháu rồi, chiều hôm nay mẹ về thì con cứ yên tâm ở đây, có các cô, các chú ở đây rồi giúp con. Yeah. Con cứ phải vui vẻ để khỏe lên. Dạ, dạ. Bảo cháu như thế chú ạ. À. Chiều hôm nay để em về. À, về đám giỗ ha. À, đúng rồi, đám giỗ ba của anh Thái cũng hình như cũng gần đám giỗ đúng không? Vâng, đúng rồi. Mấy ngày nữa do bà nội. À, giỗ bà nội. À, giỗ bố. Hai cái giỗ là liên tục gần nhau. Nhà anh là có một mình con trai, một bà cô thôi. Ngày kia, ngày kia mùng 6 là bà nội. Dạ. Giỗ bà nội thì một mình mẹ nhà mình cúng, đeo khói. Xong lại đến giỗ bố. Bây giờ công việc đấy thì không đừng được bắt buộc bà phải về. Yeah. Về bà dỗ xong thì bà lại vào. Yeah. Nhưng bây giờ ở nhà không ai nhang khói dỗ Tết, dỗ lại thì bắt buộc mẹ phải về. Yeah. Cúng bái chứ không thể bỏ được. Yeah. Vì cái gì bỏ được, cái dỗ của bố của bà là không thể bỏ được. Bố anh thì như mất năm nay là giúp lúc họ gọi là giúp chuẩn bị 25 đấy, sắp đến 25 đấy. Ở quê em gọi là giúp hết khó. Thế nên hai cái dỗ liên tục. Yeah. Bà bảo bà về xong xuôi công việc thì bà lại vào. Yeah. Bà về thì bà không yên tâm đâu mà. Là dỗ quả thì không thể đừng được. Vì gia đình anh thì có bố, một mình bố anh là con trai đúng không? Bố mình bố có... anh với một cô nữa thôi. Thì dỗ là bố mẹ anh cúng. Mình dỗ bố thì có hai mẹ con ở trong này rồi. Yeah. Hai bà chị gái nữa thì không ai. Thế là anh thì anh không về được, Hạnh đau này, dỗ bố thì anh không về được. Thì anh bảo con mẹ về, mẹ lo cho bố. Yeah. Xong xuôi thì mẹ vào. Yeah. Chứ bây giờ hoàn cảnh thế này thì không biết làm thế nào được cả. Ở đây giờ có chị Hai trực tinh chiến à. Dạ, rồi đặc biệt là có cô Lành thì cô không phải bà con ăn thuộc cái gì cả nhà. Nhưng mà cô cũng tới đây để thương Hạnh vì tình thương đó cả nhà. Còn mấy chị em thì xuống đây hôm nay thì cảm xúc ai cũng buồn hết cả nhà. Cách đây... hôm nay thấy chị Hạnh khỏe thì vui, mấy chị em dạ tâm sự ha, mấy chị Hạnh như này cũng buồn. Dạ. Bé Hằng cũng nói nhiều đó nhưng mà hôm nay không nói nên lời luôn rồi. Dạ, bé Hằng đau quá. Giờ về thì bé Hạnh chỉ có uống thuốc nam cả nhà ơi, chứ còn cái chân bữa nay thì bé Hạnh cũng sẽ sưng y vậy đó anh hả, phù y vậy anh hả? Đỡ xíu hơn, đúng không? Đỡ hơn có bữa mà hôm rồi đi ơn viện về đó. Anh thấy chân thì nếu mà mình không truyền thì cũng lại rút thôi. Dạ. Thì nước nó vào là nó mình chưa thể đào thải được. Thì phải đào thải từ từ đó. Dạ. Như y đợt trước thôi, từ từ sẽ rút lại. Dạ. Cái phù thì anh không lo. Anh chỉ lo cái cục u này. Cục u này ở trong người đấy, bắt đầu có chèn ép xâm lấn. Dạ. Thì mình nếu mà không hợp thuốc lam, thuốc niếc ấy, thì thật sự là nguy hiểm. Dạ. Còn bây giờ cầu trời cầu Phật, cầu cho em hợp thuốc, hợp chịu cơm nhiều thuốc để em bớt thôi, chứ còn gần như là với như bệnh viện là mình hết lớp rồi đó. Yeah. Còn bây giờ là chỉ còn tự mình chăm sóc ở nhà. Yeah. Tìm cố gắng để trời thương thôi, chứ còn không biết làm nào. Yeah. Nên là mình bệnh này thì
ai cũng biết rồi. Yeah. Phước chủ may thầy thôi chứ. Yeah. Không ai nói trước một điều gì cả. Dạ đúng rồi. Em cũng chỉ cầu cho em là trời Phật thương, Phật thương em. Trời. Cái gì con? Cái gì? Nước nóng. Chìm nóng hả? Đau đấy, bắt đầu đau là lên kêu. Trời. Đau lúc tỉnh bảo là lúc tỉnh nó nói với anh là đau kiểu như là thật sự là như cầm cái kim nó đâm vào lưỡi mình như mà gì đó. Chứ không phải là cảm giác nó giật như thế mà. Đau nó bật đau nói là không cái gì tả nổi như thế. Đứt chân đứt tay mà không ăn thua gì chưa là cái gì. Vết mổ tiêm trùng chưa là cái gì. Đau vết mổ nhưng mà chỉ có đau bảo là bình thường thôi. Nó đau trong người, trong cái cốt bên trong mới là kinh khủng. Đau bây giờ là họ nói là đau trong xương đông tỷ. Xương đông tỷ đó. Nên kinh khủng. Rồi cũng đưa ba chị em tới thăm hạnh, nhưng mà giữa cái không khí cũng rất là buồn luôn cả nhà ơi. Và Hải cũng muốn chia sẻ một chút thôi ha. Rồi chắc chiều nay thì Hải cũng đưa ba chị em đi lên lại đi lên thành phố Đà Lạt. Dạ. Dạ. Là bao giờ đi lên Đà Lạt? Dạ chiều nay 4 giờ anh. Ủa chiều nay đi luôn à? Dạ chiều nay đi luôn. Lên bến xe đi à? Dạ ở Trường Chinh không có cái nhà xe ở trên đó luôn á. Gần đó là em ra luôn. Dạ. Nó trở lại. Tao kêu lẹ lại ăn cơm đi. Dạ. Cô ba em cố gắng. Dạ. Ở lại ăn cơm nha. Dạ. Tại vì cô làm có làm cái đồ đồ lễ cho bà nội cúng bữa bà nội ra. À. Dạ. Làm sẵn hết rồi kìa. Dạ dạ. Chưa ở lại đây với lại gia đình chơi rồi chiều mình đây cũng được ha. Ở lại đây ăn cơm. Dạ. Mà lại thì bà cũng không yên tâm. Dạ, không yên tâm. Cũng nếu máu. Hai mẹ con là bà đã. Bây giờ bà nội về rồi vài bữa bà nội vô lại mà. Hả? Dạ. Dạ. Em đợi em yên tâm là dạ, dạ. Cháu nó là yếu quá luôn. Dạ. Thôi con cố gắng lên, con ở đây đã có mọi người, cô, các yeah. chú giúp đỡ con. Dạ. Yeah. Thì chồng con với dì Hiếu kia là lúc nào ở bên con, các yeah. chú, cô là tất cả mọi người là đều lo cho con hết. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Và con cứ cố gắng lên là nó có vượt qua được, yeah, và yeah. động viên cháu thế. Dạ. Yeah. Thì thôi để cho bà cháu em về là cúng dỗ cho cụ cháu, bà nội cháu với ông cháu xong tôi xếp lại vào. Dạ, dạ. Vài bữa bà nội vào lại thôi, bà nội về để lo cho cái việc gia đình. Vâng. Chứ còn ở ngoài đó thì có một mình bà nội. Một mà. Mình em ở nhà cúng dỗ ở nhà luôn ý. Bây giờ về mở cửa, quét dọn nhà cửa thì mới làm được. Chứ các con, hai đứa con gái nó ở xa cách mấy trên 100 cây số, còn cô thì cũng ở xa đó. Dạ, dạ. Thế chỉ có một mình là lo dỗ thôi. Dạ. Với lại dỗ này cũng như là ở quê con gọi là hết khó đó. Vâng. Bố anh thấy 2 năm đó, bắt đầu được bà nội nữa thôi. Vâng. Con cháu hôm nay được 2 năm rồi. Dạ, dạ. Có một mình cháu thôi, thì là bây giờ cháu vợ nó yếu, không về được. Dạ. Thôi để em về, em cúng bố cháu. Dạ, dạ. Và tất cả cái gì cũng là... phải cảm ơn tất cả các cô chú mọi người trong ngoài giúp đỡ trong những cái lúc khó khăn nạn ốm đau này. Yeah. Em cũng chẳng biết nói gì, em xin cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Vậy thôi bà nội về mạnh khỏe ha. Vâng. Sắp xếp rồi vô thăm lại gia đình của anh Thái ha. Vâng. Yeah, yeah. Em cảm ơn chú Hải nhé. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Yeah, yeah. Giúp em và giúp các cháu trong lúc khó khăn này. Yeah. Là có mọi người ở bên là động viên cháu hoàn cảnh nó như thế, ốm đau là em không biết nói gì, em chỉ biết là cảm ơn thôi. Vâng. Yeah, yeah. Cảm ơn các chú Hải nhé. Yeah, yeah. Các mọi người tất cả trong và ngoài nước. Dạ cả nhà ơi, thì là lúc nãy Hạnh đau, bây giờ cũng đỡ đau chút rồi, ngồi gia đình cũng ăn cơm, ăn cơm trưa cả nhà. À, ăn được không mấy em? Lâu lắm rồi xuống đây thăm chị Hạnh được. Tí nữa ngồi nói chuyện với chị Hạnh ha. Hồi nãy chị Hạnh đau quá rồi, chị Hạnh không nói chuyện được thì Hạnh Hiến. Hôm nay con hát sơ ca quá.
đây là đây một chiếc thái này để lời đây giàu ha giàu lời ăn ngon không ngon không ăn tự nhiên đi nha ăn mì lá ha mì lá mì lá thì Quảng Nam mình mới có. Ừ. Bá Hạnh ăn ngon không bá Hạnh? Có thèm ăn không? Thèm nhưng mà. À. Ăn không được nhiều. Ăn được nhiều hả? Ừ, thôi ăn sơ sơ đó thôi ha. Ừ. Cho ăn rau rồi. Nãy giờ ăn có ngon không? Ngon. Ngon hả? Vui đúng không? Thì bây giờ chị Hạnh với em gặp nhau lần thứ hai. Nhưng mà bây giờ mới ngồi chung ăn một bữa đúng không? Ừ. Hôm nay Hạnh không ngờ là mới đây mà Hạnh uống rồi nặng quá. Ừ. Nên bây giờ người này còn xương mới do không? Dạ. Do thì còn đó. Mấy em lên trên đời lọt cố gắng nha. Dạ. Cố gắng rồi mạnh mẽ lên. Dạ Hạnh chia sẻ nha. Nhưng nhà Hạnh chia sẻ mấy em mới dám đi ra để đi làm để mạnh mẽ hơn đây. Ừ. Do hồi đó chị 15 tuổi thì cũng đi ra bán vé số đó. Nhờ như đứa mình mới thay đổi được cuộc sống mình được. Chứ ở quê nó khổ lắm. Mình phải biết vươn lên và thay đổi cái mới cho số phận của mình. Bây giờ mình không may mắn rồi. Nhưng mà mình phải biết cố gắng. Cố gắng tự mình thay đổi bản thân mình thì không có ai mà lo cho bản thân mình là chính mình hết. Cho nên là không là hơn cố gắng đi. Thì đây mới mạnh dọn lên, đừng có nhút nhát quá. Mình đi ra mình phải mạnh mẽ lên. Trời, Hạnh khi mà đau thì không nói những lời, chứ còn khi mà Hạnh khỏe một chút là Hạnh tâm sự rất là nghe dễ thương rồi nha. Hai em cố gắng nghe chị Hạnh chia sẻ ha, phải mạnh mẽ, phải tự tin lên nghe chưa. Hạnh thì cũng may mắn là bị bệnh nữa cả nhà, chứ còn thật sự trong cái cuộc sống nếu như mà Hạnh không đau ốm á cả nhà thì Hạnh cũng cố gắng để mà lo cho bản thân, gia đình và mọi người cả nhà. Hôm nay gặp chị đây thì đau nên là chị không nói được nhiều, không hát được nhưng như bữa trước nữa. Hồi nãy vô thì Hạnh đang là có cơn đau cả nhà, không có nói được, bây giờ cũng buổi trưa ha. Gia đình nghe Hạnh tâm sự thì một chút ha. Thôi gia đình mình ăn cơm ha. Ăn buổi trưa rồi mai bà nội về ha. Dạ bà nội mình chiều nay chứ. Chiều nay bà nội về ha. Chiều nay mình. Hôm nay gia đình với cơm đông của mọi người, các cháu và đi thăm gia đình thì chú Hải thì tất cả các chú các cô thì đây là em mừng lắm. Dạ. Chia sẻ với cháu với người em là chiều hôm nay em về Bắc. Dạ. Em cảm ơn tất cả các cô chú mọi người trong gia đình đồng hai là trong ngoài nước, và em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu những cái lúc mà ốm đau này. Dạ. Không có nói gì hơn hết, cảm ơn chú Hải, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, bữa trưa mình dùng cơm ha. Thôi để cho tự nhiên hơn thì hãy cũng chia sẻ một chút bữa cơm trưa của gia đình. Cảm ơn cô Lành rất là nhiều nha, đem đến một bữa cơm đến gia đình của Hạnh cũng như là giàu đây, cũng đồng hành cùng với Hải để đưa đón mấy anh em ha. Rồi hai lợi ha, ăn đi ha. Dạ. Mấy đứa con ăn đi, ăn ngon rồi, hai chị em, mấy chị em thì cũng mong ước là được xuống chị Hạnh vì hôm nay thì gặp chị Hạnh rồi đó. Rồi cố gắng mấy em cũng vươn lên trong cuộc sống nha, cũng như Hạnh ha. Rồi cảm ơn người chú anh chị theo dõi nha. Rồi hãy cùng xin kết thúc video ở đây.